lên từ sáng. Lên từ sáng sao sao không qua đây mà lại? Thì em tranh thủ ghé qua bệnh viện một tí. Đi viện? Làm sao phải đi viện? Em viêm họng. Ngồi 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 đi. Chết rồi. Mặt mũi em sao này? Thì em bị viêm họng đấy, em đi khám đây. Không, tôi hỏi là mặt mũi làm sao mà thâm tím xuất sắc hết cả thế này? Cò mổ. À, bây giờ lại ở nhà không nuôi gà nữa, bây giờ chuyển sang nuôi cò à? Cò nào? Cò bệnh viện đi. Cò bệnh... Thôi chết rồi. Cô bị chúng nó đánh à? Hả? Ai đánh? Ai đánh? Không. Bọn cò gì? Đâu, viện nào, đi với tôi. Không, có ai đánh em đâu. Anh bình tĩnh, có ai đánh em đâu. Ôi dồi ôi. Cô cứ đi theo tôi. Ôi, nào? Anh buồn cười nhở. Em vừa xuống xe, phải đến 10 con cò nó lao vào. Nó tối bụi lên, hoa hết cả mắt, em mở mắt ra. Thế là bị nó đánh hay còn gì, đi không, với không, tôi. Không, không phải là đánh. Khổ. Anh buồn cười nhở. Không đánh em sao mặt mũi thế kia. Thì đứa lôi đứa kéo em. Em sợ quá, em có khám được đâu phải chạy về đây đấy. Thế thì đi theo tôi mà đã bảo ra thế này. Ô buồn cười nhở, đã đánh đâu. Trời ơi, sao lại xô sát nhau thế, có việc gì thì giải quyết chứ. Là cái Hiền, em họ em ở quê, lên đây đi khám. Sao ấy, chú lại định đánh cô ấy à? Không phải. Nó lên đi khám, xong bị bọn cò nó đánh cho nên này. Bây giờ em phải cho lôi nó ra để xem thằng nào cho nó trận. Ai, không phải nó đánh, nó bảo. Bác nói em một câu. Chú nghe tôi không? Không phải, nhưng mà đây nó bắt nạt. Chú bình tĩnh. Con gái con đứa này này. Biết rồi, việc đến đâu giải quyết đến đấy. Bây giờ chú sừng sừng sộ sộ ra ngoài đấy. Biết ai vào mấy ai. Ra thì nó chỉ bắt đứa nào thì em phạt. Không. Ôi, bây giờ là thời buổi nào mà chú định sử dụng vũ lực với nhau? À, mình thân cô thế cô, ra ngoài đấy, 5-7 đứa nó quây mình. Phải thôi. Rồi mệt sai chứ. Nó ra ngoài về, nó ra ngoài về sợ xuống. Chú ngồi xuống. Nó ra mày cứ chỉ mặt nó, thôi. Ra tao cho nó một trận. Thôi nào, còn cô, cái chuyện xảy ra thế nào, cô phải bình tĩnh mà kể. Chứ bây giờ cô đến đây kể chuyện thế nào mà để chú điên lên như thế này là không tốt đâu. Thế làm sao? Thế nào, cô thể đâu đuôi ra mày kể đấy thế nào? Vâng, chẳng là thế này ạ. Em bị đau họng mấy ngày nay rồi, thì hôm nay em mới định ra là để em khám. Thế nhưng mà em vừa xuống xe, một đàn cò lao vào em, người lôi, người kéo, người giằng em. Mà em quá hết cả mặt lên, không biết thế nào cả. Thế là em đi, em đến đây. Khổ quá, tôi thấy cái chuyện cô kể bây giờ chỉ giống như người ta đi xe buýt ý. Thế là xe ôm chạy theo là người giật chỗ đỏ xí người kia ấy. Chứ còn bây giờ bệnh viện làm gì có chuyện đấy. Ôi. Không bệnh viện mà, em vừa bệnh viện về đây mà. Bệnh viện nào bây giờ mà chả thế. Bác chắc là lâu ngày tập dưỡng sinh cho nó khỏe, nó không phải đi viện cho nên nó không biết đấy thôi. Sao chú lại ăn nói hồ đồ thế nhỉ? Tôi vừa mới đi khám cách đây có 2 hôm. Có làm sao đâu, người ta làm việc đàng hoàng, ngăn nắp, lịch sự. Thế á? Có phải viện nào cũng như viện chú nói đâu. Thế á? Ừ. Thế bác đi khám viện nào? Tôi khám ở quân y viện 108 đấy. Ôi giời ơi, thế thì nói làm cái gì? Đấy là bệnh viện quân đội, người ta ngăn nắp, người ta chỉnh chu là đúng rồi. Bây giờ bác cứ thử vào mấy cái viện mà khám những cái bệnh... các thứ ấy. Bệnh các thứ là chú bệnh gì? Đấy, ví dụ như là lấy chúng nó đánh nhau, đâm chém nhau, xong rồi là bị tai nạn giao thông cái thứ thì là tống vào đấy đấy, rồi là ung thư ung theo đấy. Thử vào đấy xem. Chú không thể nói thế được. Làm gì có cái chuyện bệnh viện nào người ta cũng làm như thế đâu mà. Không đúng đấy. Đúng là như thế nào? Bác không biết đấy. Bác không tin đúng không? Tôi không tin. Thôi bây giờ này. Nói nhiều bác không tin thì bây giờ này. Bây giờ bác thử đặt mình là người bệnh đi. Đặt mình là người bệnh đi khám đi. Ừ. Có cái gì đâu, tôi mới đi khám về. Được rồi, bác cứ thử đi đây. Được rồi. Bác đóng vai người bệnh nhá. Được rồi, ừ, tôi đi vào bình thường. Đi đây, cổng viện đây nhá. Anh ơi, khám nhanh không anh ơi? Khám nhanh không anh ơi? Đây, khám xương nhanh xương rẻ. Ôi, thì buồn cười nhỉ? Thằng này lui ra, thằng này của tao. Đây, một lần, đi ra. Tôi không đi xe ôm. Ủa, bác không xe ôm. Tôi không đi xe ôm. Ngủ lắm. Thằng này của tao. Không, tôi đi khám bệnh mà. Ôi trời ơi, cái gì đấy, chú làm tôi hết cả hồn. À, diễn. Sếp, nhưng mà... Sếp khám ạ, sếp khám gì? Khổ quá, mấy hôm nay cứ ho, thế là đi khám cái họng. Diêm họng cái gì? Sếp để em vào, em xếp chỗ cho. Yên tâm, 15 phút là sẽ được khám nhé. Không sao, mình cán bộ hưu trí có thời gian mình đợi được mà. Khổ quá, đợi đến bao giờ đây, cả một dòng người thế này đây. Hả? Không sếp thì vào đến chiều thì chấp nhận thôi, mình đến sau thì mình vào sau mình nộp đơn, nộp giấy tờ. Ôi đàng hoàng, có vấn đề gì đâu. Sếp này quan liêu quá, chả biết cái gì cả. Cả một đống người như thế kia xếp hàng nhá, chờ đến lượt nhá. Xong lại còn khám nữa. Bây giờ là mấy giờ, sếp đang mấy giờ? Thì 10 giờ. 10 giờ nhá.
đến 10 giờ đêm chưa đến lượt. Nào. Ôi rồi, thôi cứ đưa sổ đem vào em xếp hàng cho. Thế nhưng mà chú cũng giống tôi, thế vào kia thì xếp hàng xong người ta thì làm nào? Chú là thế ai còn nói chuyện làm gì? Anh rể em là trưởng khoa. Thế à? Vâng, thế cho nên là em vào em đi nhanh được chứ. Thế là xếp hàng ngay. Vào em lên em chen ngang vào bắt được ngay. Ôi không không được, mình là người đàng hoàng, ai cũng chen ngang như thế thì lấy đâu ra người để chờ đợi. Sếp ơi, mình không chen thì thằng khác nó cũng chen. Thôi thì cứ đưa đây em vào em xếp thôi. Đưa sổ đây. Đây sổ đây, sổ đây. Đây rồi. Ừ. Sếp tên là gì nhỉ? À, tôi tên là Phô. Phô đúng không? Ừ, sếp là Phô. Tốt quá, chú tốt quá. À, cho em xin tiền. Xếp hàng cho tôi là chú lấy tiền đấy à? Hay thật, không làm sao mà em chen vào đấy, công của em luôn. 3 lít mà biết được bệnh ngay thì quá rẻ làm gì nữa. Sao chú bảo anh rẻ của chú mà chú lấy tận tôi 300? Khổ quá, thì đấy là người quen thì mới được như thế. Còn đâu, nếu mà để bình thường những thằng khác mà không có người quen nhá, 500. Thôi, đưa. Bao nhiêu phút nhỉ? 15 phút là được. Ừ, nhớ nhá, chú ghi 300 này nhá, 300 nhá, này. Phiếu ghi cẩn thận nhá, tên tôi là Trần Văn Phô nhá. Tên là Phô, đúng rồi, biết rồi nhá. Chờ đúng 15 phút nhá. Rồi, cứ ngồi đấy. Nhiều dịch vụ nhanh thế chứ. Anh Phô. À, chào cô ạ. Anh Phô. Vâng, chào cô. Em Hiền đấy mà. Dạ, vâng, tôi với cô có quen nhau không nhỉ? Ô, không nhận ra, em Hiền. Ờ, vâng, có việc gì không ạ? Ôi, anh Phô. Ừ. Gớm nhanh quen thế, em Hiền đấy mà. Ờ, vâng. Chưa nhận ra chứ phải, em Hiền. À, vâng, cô Hiền, vâng. Thế đi khám bệnh à? À, vâng ạ. Biết ngay, ngồi trước cổng bệnh viện biết ngay là đi khám bệnh. Vâng. Thế bệnh gì? Mấy tháng này ho suốt mà. Càng ngày ho càng sâu. Thế nên à? Là phải đi kiểm tra xem là chính xác là làm sao. Đưa xem nào, thế là viêm họng chứ gì? Vâng. Đâu quay đưa cổ đi xem nào. Ôi dồi ôi, cổ phình to lắm. Ho nhiều. Lắm lúc ho mạnh nó cứ bành như hổ mang ấy. Ừ, rồi tôi chết rồi, cổ phình to quá thôi. Thế là há họng đi xem nào. Úi dồi ôi, họng sưng to lắm, đỏ lắm. Chết, thế có đau đầu không? Úi dồi ôi, đau đầu lắm, mỗi cơn ho đau hết cả đầu mặt. Đau cả xuống khu vực phía dưới nữa cơ. Đau cả khu vực dưới, đứng lên em xem nào. Chổng mông lên. Chổng mông lên. Biết ngay mà. Úi dồi ôi, ho trên này nó rung xuống dưới này. Thế à? Ừ. Cúi đầu xuống em xem nào. Thôi rồi, đốt sống cổ có vấn đề rồi. Quay đi xem nào. Quay trái, quay phải, quay đi xem nào. Quay được không? Quay mạnh lên xem nào. Đau. Quay mạnh đau. À đau à? Đấy chưa. Nội soi đốt sống cổ nhá. Cái có gì? Vấn đề rồi. Sao lại... Tôi chỉ nghe người ta nói là nội soi đại tràng với ruột thừa với dạ dày thôi, chứ sao lại nội soi cả đốt sống cổ à? Ôi chả biết cái gì cả. Công nghệ mới, nội soi đốt sống cổ. Bây giờ ấy, người ta mổ viêm amidan ấy. Còn nội soi mà mổ từ dưới hậu môn mổ lên ấy. Khiếp. Cô nói đùa hay sao? Đùa là thế nào? Chả biết cái gì, để thử xem nào. Đưa cái đầu gối đây. Đây ạ. Ây! hoạt động tốt. Thế đứng lên xem nào. Đứng lên ạ. Ừ. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên ngồi xuống nhiều có đau không? Ui dồi ôi, mỗi buổi sáng á, cứ phải làm cái động tác khởi động nó nhiều lần thì đi lại trèo cầu thang nó mới đỡ đau. Đấy, biết ngay mà. Đưa mạch đây. Đưa mạch ạ? À? Đưa mạch đây. Mạch là cái gì ạ? À? Thì đưa tay đi để bắt mạch. Nói tắt thì phải hiểu chứ lại đưa đi thế nào. Mạch nhanh. Vâng. Tim mạch là có vấn đề. Thế ạ? À? Đứng lên ngồi xuống là chóng mặt hoa mắt không? Vâng, chóng mặt hoa mắt. Nhất là những lúc mà đứng lên ngồi xuống đột ngột nên là rất là chóng mặt hoa mắt. Đấy, biết ngay mà. 140 trên 180 đúng không? Ui, huyết áp cao lắm. Vâng, thế quá là... Quá cao. Thôi, đi theo em, nhanh lên. Đi, à, đi đâu ạ? Đi khám đa khoa. Không, nhưng mà chị cô là bác sĩ ạ? Ừ, bác sĩ phụ khoa. Cái gì? Bác sĩ phụ khoa. Bác sĩ phụ khoa mà từ đấy giờ khám lung tung các loại khoa thế à? Em quên. Em là bác sĩ phụ của lão khoa. Ôi giời ơi, chị làm tôi hết cả hồn. Thế bây giờ đi đâu ạ? Đưa tiền đây để đưa vào trong kia rồi là khám nhanh lên, đưa tiền đây. Không, tiền gì ạ? Cái tiền khám bệnh chứ còn tiền gì? Đâu, tôi đưa sổ khám bệnh vào cho người ta xếp hàng, tí tôi vào trong kia khám mà. Cái này là khám không cần sổ khám bệnh. Đưa tiền đây cho em. Không, nhưng mà em đã khám khiết gì đâu mà lấy tiền. Ôi, thế từ nay đến giờ lại làm cái gì? Không khám thì là làm cái gì? Đưa tiền lên nhanh lên. Có khám không? Có, bao nhiêu tiền ạ? 500. Đưa nhanh lên đây.
có tiền vào là khám không cần sổ xếp gì cả nhá. Thế bây giờ là ngồi đây chờ nhá. Em vào đăng ký với bác sĩ chính, vừa xong là mình khám phụ nhá. Thế ngồi đây, ngồi yên đây đấy nhá, ngồi chờ một tí thôi nhá. Sao khám phụ lại nhiều động tác thế nhỉ? À đây rồi, đây. Chú đây rồi. Thế số thứ tự của tôi thế nào? Hả? Số bao nhiêu? Chú cầm cái quyển y bạ của tôi, chú vào, chú xếp hàng để tôi vào khám trước 15 phút mà chú bảo anh rể chú là chủ nhiệm khoa đây cơ mà. Đâu, giấy tờ của tôi ông đây làm sao đấy? Tôi đây tôi khám bệnh rồi ngồi đây ngồi chờ xếp hàng. Này chú làm cái trò gì đấy? Lấy của tôi 300.000 đấy, bao nhiêu người ngồi đây biết kiểu chú vào chú xếp hàng trước cho tôi. Bây giờ chú lại làm thế nào? 300.000 à? Đưa tiền đây. Này ông vừa qua đưa cái sổ y bạ đây, chú buồn cười nhá. Đưa đây. Thủ cướp của tôi đấy à? Hả? Bác Phố. Đưa đây. Bác Phố. Tôi tên là Phố, đúng rồi. Cậu đưa tiền cho tôi đấy. Ý đang diễn. Diễn cái gì? Diễn diễn cái em bơm đấy. Diễn. Thế tức là cái ông bệnh nhân vừa rồi là mất toi 300.000 với cả quyển sổ y bạ. Mất thì sao? Cái tự đưa tiền cho nó thì chả biết nó là ai, tự dưng đưa tiền cho nó thì chả mất thì ôi giời ơi, sao lại có những cái chuyện như thế xảy ra nhỉ? Chuyện tiếp thế chuyện. Thì bây giờ là cò khác à? Không phải cò gì kiếp gì cả. Thế là cứ ngồi cùng nhau này à? Diễn. Xem tivi trong phòng chờ. Thì may quá. À. Chú. Bác cũng đi khám ạ? Thì đi từ sáng. Mấy hôm nay viêm họng quá, đi khám xem cái họng như thế nào. Thế ạ? Chú em cũng đi à? Vâng, em tự dưng một tháng nay không hiểu làm sao cứ mất ngủ mà xong rồi là nó cứ hoa mặt chóng mắt. À hoa mắt chóng mặt. Mình già rồi mặt này khổ. Ê, chú còn công tác không? Em vừa cầm sổ năm ngoái. À. Bác chắc là nghỉ cũng lâu rồi nhỉ? Tôi mới được 3-4 năm thôi. À vâng. Ừ. Bây giờ anh em mình lớn tuổi rồi. Giờ nhiều bệnh lắm. Mà bây giờ là tình trạng nó đông. Những mà cái nó tình trạng nó, như thế này cũng... nó không ôi, này móc túi nhá chú ơi. Chú bơm sao chú lại móc túi của tôi? À, đang diễn. À. Móc túi móc không nhưng mà sao chú lại móc túi của tôi? Chú móc túi như đang thế này. Đang diễn là diễn cái gì chú móc túi của tôi? Này ok cướp này nó móc túi của tôi. Không phải là móc túi, đây là diễn. Không như vừa thế nào. Ủa bác quên à? Mình đang diễn mà. Bác quên à? Bác cày thiệt đấy. Ôi giời ơi. Đấy. Chú giỏi như diễn viên. Móc túi. Móc túi giả vờ mà. Tôi cứ tưởng mình bị móc túi thật. Bác thấy chưa? Đấy là toàn cảnh cò mồi bệnh viện đấy. Nào bây giờ bác tin chưa? Tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng có cái chuyện lừa đảo. Ở đâu cũng có móc túi. Ở đâu cũng có người tốt người xấu. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là ở những cái bệnh viện lớn lại có những cái chuyện xảy ra như thế. Thế những cái cơ quan có chức năng, có thẩm quyền, người ta đi đâu mà để những cái trường hợp ấy xảy ra? Khổ quá, em nói cho bác nghe thế này này. Những người dân ở địa phương đây này, như những cái Hiền nhà em này này. Đấy, không tin tưởng vào các bệnh viện của địa phương. Cứ kéo nhau hết tất cả lên trên bệnh viện trung ương. Đấy, thì nó mới xảy ra cái tình trạng là quá tải. Mà ai cũng muốn khám trước, ai cũng muốn nhanh. Thế cho nên là mới có đất để cho cò nó sống. Mà các cơ quan chức năng người ta cũng dẹp rồi, nhưng mà là khổ lắm là dẹp chỗ này nó lại phùng ở chỗ khác. Chú không thể nói như thế được. Những cơ quan chức năng, những cơ quan có thẩm quyền phải vào việc đi chứ. Tại sao lại để những cái chuyện ấy xảy ra? Mà chú nói như vậy thì tức là chung quy là chỉ chết người dân thôi. Hả? Tóm lại là bây giờ diễn từ nãy giờ bác vẫn không tin đúng không? Minh họa thế mà còn không hiểu. Tôi không thể tin rằng ở những cái viện lớn, ở trung ương, ở trung tâm thành phố lại có những cái trường hợp như thôi thế rồi, xảy thôi ra. Thôi được rồi, bây giờ này nhá. Hiền. Dạ. Mày với tao với bác Phô vâng. Đi ra chỗ bệnh viện mà mày vừa bị bọn cò nó rỉa ấy vâng. À, đi khám luôn để vâng. Cho bác thật mục sở thị đi. Bác mới tin đúng không? Được rồi đi. Tôi sẽ đi để xem nó có đúng như cô và chú kể không nhá. Đóng vai người bệnh nhá. Được đi.